Lại một phụ kiện nữa của Ulanzi các bạn ạ. Mình cũng dùng khá nhiều các cái phụ kiện của Ulanzi rồi. Hôm nay lại mua thêm một cái phụ kiện nữa và chúng ta sẽ xem đây là cái phụ kiện gì các bạn nhé. Ui trời ơi, cái này nó dài ghê nhỉ. Không biết của anh nào có dài được như thế này không. Hết rồi. Ok, đây chính là cái phụ kiện chính của chúng ta đấy các bạn ạ. Cái này nó phải dài khoảng 30 phân đấy, khá dài luôn. Với cái phụ kiện Ulanzi thì mình dùng khá nhiều rồi các bạn nhé. Thì đây là một cái chân máy quay, chân máy ảnh rất phù hợp cho tất cả các bạn mà làm vlog hoặc là quay phim chụp ảnh cần một cái chân đa năng. Và cái mã của cái con này nó là Ulanzi MT33, mã là MT33 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái này nó có những cái điểm gì đặc biệt. Thì đương nhiên rồi, nó đơn giản, nó là một cái chân để đỡ máy quay, máy ảnh của chúng ta hoặc là đỡ điện thoại của chúng ta để chúng ta có thể quay. Thế nhưng cái điểm đặc biệt của nó ở đây là gì? Đó chính là cái chân của nó. Mình thích vặn thế nào cũng được, vặn, vẹo, xoắn, xiếc, các thứ, bẻ, uốn, cong, các loại. Wow! Mình không hiểu là nó làm bằng cái vật liệu gì ở bên trong mà sao nó lại mềm thế nhỉ? Bẻ cái chỗ nào thì nó uốn hình chỗ đấy, rất chi là tiện dụng luôn. Đấy, các bạn chỉ để như này thôi là ok xong, rất chi là tiện luôn. Thì theo như công bố của nhà sản xuất thì bên trong họ sẽ làm bằng cái hợp kim nhôm, rất chi là dễ uốn dẻo. Wow, nếu như mà hợp kim nhôm mà bẻ nhiều như này thì không biết nó có bị gãy không nhỉ? Nhưng cứ dùng thôi, bởi vì cái chất lượng của Ulanzi thì mình thấy là nhiều sản phẩm mình thấy khá ok rồi. Đây, đèn cũng Ulanzi các bạn nha. Thêm một cái đèn nữa cũng của Ulanzi luôn, hai quả đèn Ulanzi. Một cái kẹp điện thoại cũng của Ulanzi. Nói chung về cái đồ của Ulanzi, về cái phụ kiện của Ulanzi thì mình thấy là ok, dùng rất chi là sướng nhé. Ở phía trên của nó thì các bạn sẽ có một cái đầu bô. Cái đầu bô này cực kỳ tiện dụng, là chúng ta có thể là xoay các kiểu con đà điểu luôn. Cái này rất chi là hay nhé. Một số cái mà nó cứng, nó chỉ là đứng im một chỗ này, thì khi mà mình chỉnh góc quay cực kỳ khó luôn. Nhưng mà với cái đầu bô này thì cực kỳ tiện dụng luôn. Và cái đầu bô này chúng ta có thể tháo ra, chúng ta có thể lắp sang cái chân khác được. Đây, ví dụ như mình lắp sang cái chân này chẳng hạn, rất chi là tiện dụng luôn. Các bạn có thể lắp sang cái tripod khác, rất chi là tiện dụng đúng không? Đó. Hoặc chúng ta có thể dùng một cái tripod gậy dài hơn, chúng ta lắp sang, rất tiện luôn. Bởi vì ở đây là nó dùng cái ốc 1/4 nên là khớp với rất nhiều các cái chuẩn của cái phụ kiện điện thoại và máy ảnh, rất chi là tiện đúng không? Ở bên cạnh của nó thì các bạn thấy có một cái ngàm kết nối nhanh này, rất tiện để chúng ta có thể cài những cái ví dụ như là đèn flash cài vào đây, rất tiện luôn. Và bên đây nó cũng sẽ có một cái ốc 1/4 nữa. Các bạn chỉ cần kiếm thêm một cái ốc 1/4 kiểu như này là các bạn có thể gắn thêm các cái phụ kiện, ví dụ đèn flash hay là các cái mic ghi âm, các bạn kết nối nó vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, chơi một quả hai đèn flash luôn. Rồi, bây giờ đến cái chính của chúng ta đây. Cái kẹp này phải nói là nó là đa năng luôn nhá. Các bạn nhìn thấy ở trên này nó có một cái ốc 1/4 và chúng ta có thể gắn luôn đèn flash vào đây. Rất chi là tiện dụng luôn. Hoặc kẹp điện thoại có ốc 1/4 chúng ta đặt lên. Rất chi là tiện dụng luôn. Chúng ta có thể xoay các góc luôn. Rồi, nếu như không muốn gắn ốc thì sao? Chúng ta chỉ cần rút cái này ra, đẩy nó lên. Đấy, thế là chúng ta sẽ có một cái kẹp điện thoại các bạn nhé. Cái kẹp điện thoại này, bật nó lên này. Đó, mình thấy là cái nhựa của nó khá cứng cáp. Cái này nó bằng nhựa nhé, ở phía trên này bằng nhựa, cái bô này thì là bằng kim loại này. Thế nhưng mà cái nhựa này khá cứng cáp luôn và khá chặt luôn nhé các bạn nhé. Và muốn co giãn thì chúng ta chỉ cần kéo cái này lên thôi. Đấy, nó rất chi là phù hợp với nhiều loại kích thước của điện thoại.
Đây, mình lắp điện thoại này, kéo nó lên, ốp nó xuống. Đối với cái kẹp kiểu này thì nó kẹp rất nhanh, tiện lợi, nhưng các bạn lưu ý này, các cái điện thoại của chúng ta nó sẽ hai bên nó đều có cái phím bấm, vì vậy khi mà kẹp thì chúng ta phải tránh hai cái phím bấm này ra. Ở đây thì các bạn có thể thấy nó sẽ có một cái divo, đấy, cái giọt nước màu xanh như này, để giúp cho chúng ta có thể là cân chỉnh cái góc quay cho nó phù hợp nhé, rất tiện dụng đúng không? Rồi, các bạn thấy không? Một cái chân máy ảnh mà chúng ta có thể gắn rất chi là nhiều các cái phụ kiện lên, phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta có thể nâng lên hạ xuống thoải mái luôn nhá. Bẻ cái chân này một phát là nó sẽ nâng lên, bẻ nó nâng lên, hạ xuống. Đấy. Hoặc là để những cái địa hình gồ ghề chẳng hạn, ví dụ như là rồi thì các bạn vừa mới xem xong các cái tính năng cực kỳ ưu việt của cái chân tripod Ulanzi MT33 này rồi đúng không ạ? Phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nha. Với một cái chân này thì các bạn có thể đa năng để ở bất kỳ địa hình nào, để ở bất kỳ nơi nào và chúng ta quay thì rất chi là tiện dụng luôn. Với cái chân này, cái thời điểm hiện tại mình mua là khoảng hơn 300k một chút, nhưng mà mình thấy là ok. Hàng của Ulanzi thì mình vẫn đánh giá cao về cái tính năng, độ bền cũng như là cái hiệu quả sử dụng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.